Làm sao để con vượt qua bế tắc và vui vẻ trước sự nhẫn tâm của người mình tôn trọng? Làm sao? Mình rất tôn trọng cái người đó, tức là mình vừa có tình thương, vừa có sự kính quý, nhưng mà họ lại nhẫn tâm đối với mình, đúng không? Vậy cái này mình tôn trọng đúng người chưa? Mình coi lại xem một lần nữa ha. Tại vì cái người mà mình nên tôn trọng đó là người phải có lòng từ bao la và cái trí tuệ tình thương đi kèm với nhau. Mà nếu mà người có trí tuệ và tình thương rộng lớn thì sẽ không có làm những cái hành vi mà gây tổn thương cho người khác. Vậy mình phải tôn trọng đúng người đúng việc. Trước hết là phải thấy cái điểm tốt của người đó. Nếu như mình ngộ nhận rằng họ tốt nhưng mà thực tế thì họ không, thì vậy thì mình không có cần phải tôn trọng đối tượng này. Người tôn trọng là người phải có đạo đức, người có lòng từ. Còn nếu thật sự người đó có đạo đức, có lòng từ mà vì một cái hiểu lầm gì đó, một cái vô ý gì đó mà gây ngộ nhận để cho họ đối xử nhẫn tâm với mình, thì mình phải phải nhận thức rằng họ cũng là phàm phu thôi. Mà phàm phu thì chưa phải thánh nhân, cho nên có lúc họ tốt, có lúc họ xấu, thì đó là cái trạng thái tâm lý bình thường, đúng không? Ngay chính bản thân sư cô hàng tuần nhắc nhở quý Phật tử cùng tu, đồng thời cũng là cơ hội để nhắc nhở mình tu. Vậy mà sư cô có làm sai không? Có. Thậm chí có thể làm sai cái việc mà mình vừa mới sai nữa kìa. Tức là cô có những lúc rất là trái tim mình, dung lượng trái tim mình rộng rãi lắm. Người ta có nói xấu, nói tốt, người ta có đối xử với mình sao, mình cũng dễ dàng buông bỏ tha thứ. Tự nhiên cái lúc đó dung lượng trái tim mình thu hẹp lại có chút xíu à. Mình khó ăn, khó ở trong người á, gọi là lâm thể bất an á. Tự nhiên cái chuyện bất như ý chút xíu là mình cũng nổi khùng lên nữa. Cô có nhiều khi cô cũng không có tự chủ được. Có lúc quát mấy em phụng sự viên xong rồi mình cảm thấy là mình tự có lỗi luôn. Vậy thì mình thấy rằng phàm phu thì cái tâm mình có lúc trồi lúc sụt, có lúc thánh nhân, cũng có lúc phàm phu, nên cũng sẽ có lúc sai. Nếu mình đủ bao dung cho những cái trạng thái tâm lý đó thì mình có thể sẽ không bị tổn thương đối với cái người mà mình đã tỏ lòng tôn trọng ha. Tại vì một hai hành vi thì không thể quy chụp được, mà mình phải có cái nhìn đánh giá tổng quan, và đặc biệt là phải có cái nhìn tích cực đối với bất kỳ đối tượng nào. Mình tập hợp hết lại, mình thấy là người ta có một vài cái khuyết điểm này, có những cái này mình chưa hài lòng, nhưng mà tụ trung lại những cái ưu điểm của họ rất là lớn, thì mình có thể sẵn sàng tha thứ và vẫn tôn trọng như cũ, đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình phải dùng cái chánh kiến và cái chánh tư duy, mình phải tôn trọng cho đúng người, đừng ngộ nhận ha. Rồi câu hỏi thứ ba, trời, hôm nay sư cô trả lời nhanh là tại vì mình nhiều câu hỏi quá ha, mình không trả lời chi tiết. Bữa cô trả lời chi tiết một lần cô thấy xa đà quá, cho nên giờ mình phải trả lời gọn lại một chút với Phật tử hoan hỷ ha. Con chào sư, ngày nay rất nhiều điều không vui xảy ra với con. Xung quanh mối quan hệ của con, rất nhiều người có tính phán xét, soi mói, không vừa ý họ thì lại nói. Sao đây, đọc kỹ lại nha. Xung quanh mối quan hệ của con, rất nhiều người phán xét, soi mói, không vừa ý thì lại nói. Con bỏ ngoài tai những lời đó họ thích nói, kệ họ, nhưng ngày nay con lại chịu áp lực từ lời nói của họ đã làm con tổn thương rất nhiều. Tức là bỏ ngoài tai xong rồi giờ lại bị tổn thương. Người chị em con yêu mến cũng nói xấu sau lưng con, dù chuyện đó không có đáng gì để nói. Con biết đó là nghiệp của con rất thích ăn chay, con muốn ăn chay trường. Vậy việc đầu tiên con phải làm gì để có thể ăn chay trường vậy sư? Mong sư chỉ bảo cho con, cảm ơn sư nhiều. Chúc mừng bạn vì bạn đã nhẫn được trước cái thị phi của người khác. Mà lỡ nhẫn rồi sao, nhẫn luôn đi, tự nhiên nhẫn nhục hồi xong rồi lại tổn thương vậy. Nhưng mà lại còn vướng kẹt vào người thân, đúng không? Tức là người ngoài nói thì mình có thể nhẫn được, nhưng mà chị em mà nói xấu thì không nhẫn được, phải không? Nghĩa là vướng kẹt vào người thân. Tại sao? Cái tâm lý này mình cũng rất là hiểu thôi. Đối với người ngoài xa lạ, lỡ đánh mình cái, lỡ nói xấu mình cái, kệ, coi như người qua đường. Nhưng đối với những người thân thiết với mình có cái kỳ vọng, phải không? Mình có cái kỳ vọng là người ta phải hiểu mình chứ, người ta phải thương mình chứ. Chính vì cái kỳ vọng đó đưa đến thất vọng khi mà người ta nói xấu hoặc là có những cái tư duy đi ngược lại với mình. Là bởi vì mình có cái kỳ vọng là đối phương đó gần gũi với mình, yêu thương mình thì sẽ phải khác người ngoài chứ, phải không? Giống như vậy, ở trong nhà, ví dụ như mà người ta có thể hiểu lầm, nói này nói kia, sư cô cũng không buồn đâu. Nhưng mà nếu đó là sư phụ, thầy tổ, huynh đệ mình là có đó nghe, mình phải một lần nữa suy nghĩ. Hôm trước cô có nói một lần rồi, nếu người nào nói xấu, có nghĩa là chỉ ra cái điểm chưa tốt của mình, thì mình không có thể hoàn toàn mặc kệ hoặc phớt lờ được. Nhất là cái người chỉ lỗi mình đó là thầy tổ huynh trưởng của mình, sư phụ mình. Bởi vì người đó là người có trải nghiệm đạo đức tâm linh hơn mình, người đó là bậc thầy của mình, người đó luôn mong muốn mình tiến bộ từng ngày.
thì người đó khi chỉ lỗi cho mình phải thành thật quay lại nhìn mình để có lỗi là phải sửa. Thứ hai đó là cha mẹ, anh em của mình, những người mà thật sự rất ruột đẻ ra thương yêu mình và muốn mình hoàn thiện từng ngày, thì khi người ta góp ý với mình những cái mình chưa hoàn chỉnh thì mình cũng không thể mà phớt lờ mặc kệ, mà mình phải lắng nghe và sửa đổi. Còn lại, những người mà vì đố kỵ, ganh tị, tâm hẹp, đam địa nhỏ hẹp, hoặc là vì một cái cố chấp, một cái thành kiến, một cái quan điểm cố định là nhìn mình với cái thái độ tiêu cực như vậy rồi, thì người ta nói xấu, chỉ xỉa xói, phân tích, đánh giá, bình luận, vân vân, mình có thể nhẹ nhàng cho qua ha, không cần gì phải tổn thương. Đối với người thân cũng vậy. Thật ra cô nói là mình phải nghiêm túc quay lại nhìn nhận đánh giá, chứ không có nghĩa là mình phải chấp rằng người thân yêu của mình phải có nhiệm vụ hiểu và thương mình. Cái này là hai cái thái cực khác nhau, hai vấn đề khác nhau. Mình nghiêm túc lắng nghe, nhìn nhận, sửa đổi khác với việc mình kỳ vọng đối phương sẽ hiểu và thương cho mình, là hai vấn đề khác nhau. Nếu mình thực hiện theo cái vế hai là như bạn đây á, bạn sẽ dẫn tới đau khổ, cho nên mới gọi điện, mới gửi câu hỏi sư cô, đúng không? Còn nếu như mình chỉ quay lại quán chiếu và phản tỉnh, mình làm như vậy không hại mình, không hại người, thì mình nhẹ nhàng trôi qua, bỏ qua được, đúng không? Chứ bây giờ mà mình cứ chấp từng lời nói và mình kỳ vọng tất cả mọi người đều yêu thương và hiểu cho mình, thì vĩnh viễn mình không có bình an trong cuộc đời được. Đức Phật là một bậc hoàn toàn thanh tịnh, đại giác đại bi, mà còn bị người ta mưu hại nói xấu, huống gì mình, phải không? Cho nên tự mình chỉ hoàn thiện cho mình một cách tốt nhất. Có xấu thì bỏ, có sai thì sửa, có lỗi thì hết lòng sám hối, xin lỗi và sửa đổi. Còn lại, nếu người ta vẫn tiếp tục thị phi, nói xấu những điều không đáng, mình có thể nhẹ nhàng cho qua ha. Dạ kính bạch sư cô, con luôn bị phiền não trong tâm vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Lúc đó chưa học đạo, nay con không biết làm sao để tâm an trong hiện tại. Bạn này là chưa biết sống ở hiện tại nè, phải nghe lại bài kinh Người Biết Sống Một Mình. Tức là không nghĩ về quá khứ, không nghĩ đến tương lai. Quá khứ đã qua rồi mà tương lai thì còn chưa tới. Bây giờ quá khứ đã qua rồi, mình cứ nghĩ đến những sai lầm trong quá khứ, như vậy mình sẽ bị gì ạ? Ăn năn ray rứt, rất là khó chịu, phải không? Mình nên quán rằng Đức Phật nói chỉ có hai hạng người trong thế giới này là bậc thánh thôi. Một hạng người là như thế nào? Không bao giờ phạm lỗi, đây là bậc thánh rồi. Hạng người thứ hai là phạm lỗi nhưng mà biết sửa lỗi. Thì thật ra đa số chúng ta là phàm phu đều đã có gây lỗi trong quá khứ. Thậm chí có những bậc thánh đã chứng thánh, có khả năng chứng thánh, nhưng mà trước khi chứng thánh có phải trả nghiệp báo không? Tức là người ta cũng đã từng gây những lỗi lầm trong quá khứ rồi. Hôm trước Kinh Pháp Cú cô có kể chuyện trưởng lão Tisa, phải không? Chứng thánh quả, nhưng mà trước khi chứng thánh quả là toàn thân nổi mụn nhọt, máu mủ tràn lan ra cả y nội y ngoại, sau đó là mục ruỗng xương luôn, thân thể hôi hám tanh tưởi như vậy, không ai chịu đựng nổi, trả một cái nghiệp quả rất xấu từ trong cái nhân xấu mà mình đã gây trong quá khứ. Vậy thì mình biết rằng trong quá khứ không có ai mà không đã tạo từng cái nghiệp xấu. Quan trọng là mình đã làm lỗi mà mình biết sửa lỗi, mình nghe lại bài sám hối ha. Hết sức nên nghe lại bài sám hối của sư cô, tại vì trong đó sư cô chỉ cái cách làm sao để mà sám hối triệt, để mà chuyển hóa được cái nghiệp xấu của mình. Đây mới là cái cách để mình chấm dứt những cái ăn năn ray rất khó khăn của mình, chứ không phải là mình cứ sống hồi ức trong quá khứ để mà dằn vặt tự trách mình. Mình dằn vặt tự trách mình, điều đó đâu có ý nghĩa gì nữa đâu, phải không? Chuyện nó đã qua rồi. Quan trọng là mình phải biết sám hối. Sám hối trong nhà Phật có nghĩa là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Từ đây về sau mình không gieo những cái nhân đó nữa thì sao? Tương lai mình sẽ không bị ăn năn ray rứt và quả báo xấu nữa. Đây mới là biết sống trong hiện tại ha. Với lại thêm một cái nữa rằng, mình có làm xấu nhưng mà kiếp này mình làm người, mình biết chánh pháp, vậy mình phải biết một điều rằng mình có làm thiện không? Có, mình có làm thiện cho nên kiếp này mình mới có thân người và mình được nghe chánh pháp. Vậy thì mình nên nhớ những cái điều thiện mình đã từng làm. Ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm, nhưng ai trong chúng ta cũng có Phật tánh, có nghĩa rằng mình có cái bản chất thiện lành và mình đã từng làm những cái việc thiện lành. Vậy thì mình phải nhìn những cái việc thiện lành đó để mà mình khích lệ cho mình tự động viên mình cũng có cái giá trị, phải không nè? Rồi. À, câu hỏi này dài quá chừng luôn nghe. Mình ráng đọc nhanh nha.
con đã có chồng, chồng yêu thương con cũng thương chồng, nhưng con lại mắc bệnh dễ nảy sinh tình cảm với người khác giới, nhưng con không hề muốn ngoại tình và làm tổn thương chồng con tí nào. Bây giờ con đang vướng vào tình trạng đó. Tình cảm này bắt đầu đến nay cũng 1 năm rưỡi, gần như là con yêu đơn phương người ta thôi, vậy là ngoại tình trong tâm tưởng đúng không? Thậm chí là lạnh lùng, anh ta không hề có cảm tình gì với con, thậm chí là lạnh lùng, rồi vậy là yêu đơn phương ha, yêu đơn phương mà ngoại tình trong tâm tưởng rồi. Mặc dù anh ấy tệ đến thế nhưng con không thể nào dứt được trong lòng mình, trái tim làm chỗ để trên đầu rồi. Con hiểu những gì, con hiểu những gì con đang có. Con không bao giờ muốn đánh đổi chồng con, nhưng con đã bao nhiêu lần cố gắng hết sức cũng không thể ngừng nhớ thương về một người quản lý của con khổ tâm quá. Người quản lý của con gần như con không hiểu gì về anh ấy nhiều, nhưng anh ấy rất lạnh lùng, có dáng người cao gầy vân vân, không hiểu sao con thích. Nhưng hôm nay nghe được những bài giảng của cô, con thật sự thấy muốn theo cô chỉ bảo nên đã dốc hết tâm sự, không dám nói với ai này cho cô nghe. Con chỉ muốn tu tập cho đổi tính để con trọn lòng với chồng con thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chúc mừng bạn. Ít ra là mình còn giữ được cái rằn ranh cuối cùng phải không? Mình còn biết rằng cái việc đó là không nên, và mình không muốn làm tổn thương chồng, mình không muốn đánh đổi, làm tan vỡ cái hạnh phúc gia đình của mình. Vậy là bạn còn rất là sáng suốt và rất là biết giữ mình. Ít ra bạn chỉ có ngoại tình trong tâm tưởng thôi. Vậy thì cô khuyên thật sự, Đức Phật cũng đã nói rồi, cái khó khăn nhất con người mình khó dứt trừ đó là ái dục, tham dục. Cái này là cái sợi dây nó khó dứt vô cùng. Mình biết người ta xấu vậy đó mà mình vẫn thương, mình biết người ta tệ bạc vậy đó mà mình vẫn yêu, mình biết người ta không thương mình đó mà mình vẫn nhắm mắt đưa chân. Cái này là trái tim của những người phụ nữ sẽ có thể hiểu được với nhau phải không? Bởi vậy nên Mỹ Châu mới trái tim làm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc. Nhưng mà cái trường hợp đó là khi mà trai đơn gái chiếc đến với nhau, mình không làm tổn hại đến ai. Còn đằng này chồng mình không có lỗi gì với mình hết. Mình với anh ấy đã có nhân duyên, mình phải biết rằng nhân duyên làm chồng vợ nó rất là quan trọng, nó rất là kỳ duyệt. Tại vì sao? Chéo áo sợt qua nhau là có duyên 500 kiếp, huống gì mình đầu ấp tay gối duyên nợ vợ chồng như vậy là đã có duyên từ đời nào, nhiều đời nhiều kiếp, vừa duyên vừa nợ. Nên rằng mình còn duyên, mình phải sống hết với cái nhân duyên này, để khi nhân duyên nó hết, nợ nó hết thì mình có thể chia tay trong nhẹ nhàng và thảnh thơi, chứ không cái nhân duyên này không kết thúc bằng oan gia và trái đắng. Nên mình phải hết sức là tỉnh táo, biết rằng ái dục khó dứt trừ, nhưng mà mình phải hết sức tỉnh táo. Hạnh phúc gia đình mình là vững bền, còn cái xúc cảm, cái rung động giới tính đó, nó chỉ có thoáng qua thôi. Bây giờ nếu mà không thể dừng thương nhớ người ta thì cách tốt nhất là mình phải tránh xa người đó thôi. Mình tìm một cái công việc làm khác để giữ cái khoảng cách an toàn, xóa mọi liên lạc đi. Rồi dần dần thời gian nó sẽ chữa lành. Đồng thời mình phải biết trân quý, biết ơn và yêu thương cái người chồng đang bên cạnh mình. Thêm đó có một cái nữa, mình nên dành thời gian để tu tập chuyển hóa tâm. Khi mình tu tập chuyển hóa tâm, mình nhận rõ được vô minh, mình thấy rõ được cái ái là nguồn gốc của luân hồi sanh tử. Mình biết được rằng mình trong cái giới hạn hữu hạn của cái thân vô thường, cái tâm vô thường, cái hoàn cảnh vô thường này, trên cái sân khấu cuộc đời này nó sẽ hạ màn bất cứ lúc nào, thì mình không nên gây tạo bất kỳ một cái oán duyên, cái nghiệt duyên nào nữa. Thì lúc đó mình có thể nhẹ nhàng buông bỏ được, chứ rất là khó phải không? Vậy thì mình phải giữ khoảng cách an toàn, tránh xa cái đối tượng đó có thể gửi khơi lên cái dục vọng, và có thể những cái môi trường mà dễ mà phạm lỗi ha. Phật tử phải mạnh mẽ lên, dành thời gian để tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp thoại. Nếu như trong tàng thức của mình dung chứa rất là nhiều những điều lời hay, lời lành của Phật, thân của mình thực hành theo giáo pháp của Phật, thì dần dần mình sẽ chuyển đổi được những cái ý xấu, những cái tà niệm, những cái dục vọng còn khởi lên trong mình. Kính chúc quý Phật tử luôn kiên cố, vững chãi và vượt qua được cái cám dỗ này, và có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Dạ thưa sư cô, mỗi tháng con có gửi tiền phóng sanh cho một nhóm người niệm Phật vào mỗi rằm hay mùng 1 hàng tháng, vì con mắc nhiều việc, vậy có nên hay không? Con phải tự tay mình làm hay thưa sư cô? Phóng sanh hoặc làm bất cứ cái thiện sự, Phật sự nào cũng nên đích thân mình làm. Sư cô khuyến khích điều này rất nhiều. Khi sư cô tổ chức hành hương, cô khuyến khích các bạn cùng đi với sư cô, cùng nghe thay vì là chỉ ngồi nghe online. Hoặc là khi sư cô ngồi tụng kinh, ngồi thiền, cô cũng khuyến khích là quý Phật tử tự tay làm. Mình tự tay mình trao cái món quà đó cho những người cần sự giúp đỡ, mình sẽ thấy cái ý nghĩa và cái giá trị nó vô cùng đẹp.
À, và mình sẽ khởi lên những cái nguyện vọng, cái mong ước mà mình làm thêm nhiều điều lành nữa. Điều này là sao? Đức Phật nói là việc lành trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Nó rất là hay và cái phước báu của mình nó tròn vẹn, phải không nè? À, và mình có thêm nhiều bồ đề quyến thuộc. Hai nữa, nhưng mà trong cái trường hợp mà mình hoàn toàn không thể trực tiếp làm thì mình có thể gửi tiền cho người khác làm. Nhưng mà nếu mình có khả năng làm thì mình đừng có viện cớ, mình đừng có giải đãi, à mình cố gắng nỗ lực chịu khó làm việc thêm một chút ha. Mình có thể chịu khó ngồi nghe, ngồi coi phim, mình chịu khó ngồi uống cà phê với bạn, mình chịu khó ngồi nhậu, nhưng mà không chịu khó làm phước, mình ráng chịu khó cái này ha.